Ê tụi bay, Thiên Lôi đang dòm ngó tụi bay đó nha không? Trời ơi, coi nó quánh dân nè. Nó quánh dân mà nó quánh như quánh kẻ thù vậy nè. Nhìn nè. Trời ơi, tôi đâu có làm gì đâu. Tôi đi coi cưỡng chế đất thôi mà. Tôi đứng tôi quay phim thôi mà. Trời ơi, tôi không có làm gì sai, sao mà sợ phải không? Tự nhiên đang quay phim gì từ đằng xa một đám công an nó chạy rầm rập tới. Một thằng nó nhảy từ trên nó nhảy xuống nó đá xong nó phi vô bụng tôi. Rồi hả, một đám nó đập từ trên đầu nó đập xuống, nó lấy dùi tôi, nó lấy gậy nó đập trên đầu tôi, nó đập xuống.